mình xin kính chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ nấu món cà rã. Nếu các bạn là lần đầu tiên đến video của Hà Minh, mình xin chúc các bạn có một ngày vui vẻ và hạnh phúc nha cả nhà. Cả nhà ơi, mình sẽ đi tới chợ và mua cà để làm cà rã nha. Cả nhà ơi, mình đã tới chợ rồi nè, mình bắt đầu lựa cà này. Mình lựa cà thì mình sẽ lựa cái quả không quá già, không quá non để cho chất lượng cà sẽ ngon hơn nha cả nhà. Rồi, khâu lựa cà của mình đã sắp xong rồi nha cả nhà. Mình sẽ về và tiếp tục làm món cà rã nha cả nhà. Cả nhà ơi, mình bắt đầu gọt vỏ cà nhé. Khi mà mình lựa cà thì mình phải lựa những trái này to và đẹp, nó không cần đồng đều với nhau đâu, nó cũng xen kẽ với nhau cũng được mà cà nó sẽ ngon lắm cả nhà. Nó hơi chặt hẹp, xong cả nhà nó cảm nha. Chủ nhật là mình có thời gian rảnh nhiều lắm cả nhà ơi, nên mình nấu món này món kia là ok luôn cả nhà. Còn cả nhà thì chủ nhật thì sẽ đi chơi hay là làm gì đấy? Có ngày chủ nhật mình cũng đi chơi không có nấu nữa, nhưng mà hôm nay thì mình nấu hướng nguyên, mình sẽ nấu món cà rã người Thái này cho cả nhà coi nha, để xem đặc sản của người Thái như thế nào nha cả nhà. Mình lúc mình bỏ cà rã vô là mình sẽ bỏ lá quế vô cho nó thơm nha cả nhà. Cà của mình đã làm xong rồi nha cả nhà. Cà mình đã làm xong rồi này. Rồi mình sẽ, còn rau mình đã lặt rồi nha cả nhà. Đây là rau quế với lại hành. Mình bắt đầu mang đi rửa nha cả nhà.
Cà của mình đã rửa xong rồi này cả nhà. Mình sẽ rửa rau nha cả nhà. Rau quế và hành. Lúc mà mình rửa rau á thì xem mấy cái kẽ này nó có bị đất dơ bám ở trong này không thì mình rửa thật kỹ thôi nha cả nhà. Các nguyên liệu mình cần chuẩn bị nha cả nhà. Đây, đây là lá gừng này, còn đây là lá quế, còn còn đây là hành, đây là cá cơm, cá khô á, còn đây là cà với lại ớt, muối, bột ngọt, còn đây là dầu ăn, hành và sả để mình bỏ vô cho nó thơm á nha cả nhà. Sau khi mình bắc nồi lên mình sẽ bỏ cà vô nha cả nhà. Mình đợi tầm 10 đến 15 phút thì mình sẽ bắc nồi xuống. Nồi cà xuống thế là ok. Mình sẽ tiến hành là vớt cà ra và lấy cái nước của nó. Mình bắt đầu thái hành nha cả nhà. Chủ nhật là thường mình làm các cái món này để mình nhớ lại những kỷ niệm ở nhà như thế nha. Bởi vì mình nhớ nhà lắm luôn á. Nhưng mà vì hoàn cảnh gia đình nên mình phải đi làm ăn xa thôi. Cái này mình cũng thái ra nhưng mà mình không cần thái nhuyễn đâu nha cả nhà, bởi vì cái này chủ yếu là để cho nó thơm á nha cả nhà. Thái nhuyễn thì nó sẽ không còn thơm mấy nữa đâu, mình thái sơ sơ thôi. Cá gừng thì mình thái nhuyễn nhỏ ra cũng được. Rồi nghe mùi lá gừng thơm ghê luôn á. Mình ở nhà thì mình thường xuyên làm cái món này luôn đó nha cả nhà. Mình làm cho cả gia đình mình. Lá gừng này có thể chỉ ho cảm được luôn nha cả nhà. Sau khi cà mình đã đợi 15 phút thì cà đã chín rồi. Mình sẽ bỏ cá vô nha cả nhà. Cá này vàng ngon lắm ạ. Đây cá nha cả nhà.
mình khuấy đều cá này để cho nó cá nó sẽ ngấm vô cả và cho nó thơm hơn. Sau khi cà đã chín đều và cá hòa tan thì mình sẽ chắt cái nước này ra nha cả nhà. Chắt cái nước này ra mình sẽ bắt đầu là mình giã. Mình chắt nước ra thì mình sẽ giã cà nha cả nhà. Mình giã không cần nát máy đâu nha, mình giã đôi quả cà ra được rồi, với lại cá. Đó nha cả nhà, mình giã đôi quả cà này ra. Trời, nghe mùi cá với lại cà nghe mùi thật là thơm luôn á, đã nghe mùi thơm rồi nha cả nhà. Ui, cái báo luôn, nghe cái báo luôn. Đúng rồi. Xong rồi, xong mình đã giã xong. Sau khi mình giã xong rồi mình bắc lên lại nha, mình bỏ cái nước này vô này cả nhà. Đó, mình bỏ nước lại, rồi mình khuấy ra cho nó đều này. Mình sẽ tiến hành bỏ muối mì vô nha cả nhà. Cái này là mình bỏ sả này. Rồi mình bỏ muối này. Mình bỏ hành luôn. Bò mì chính luôn, bột ngọt á. Mình sẽ bỏ ớt luôn. Rồi mình bỏ dầu ăn vô một ít dầu ăn nha. Mình sẽ đảo đều này. Mình sẽ đảo đều nha cả nhà. Đảo đều để các gia vị của mình ngấm vô trong cà và cá luôn nha cả nhà. Đó, ớt nữa. Rồi chưa xong, mình đã thấy nghe mùi thơm ngon rồi nha cả nhà. Rồi mình để tầm 5 phút nữa để cho này, mình sẽ bỏ thêm cái lá ấy này. Quế Bí quá nhỉ. Cái này. Lá tây quế đi này. luôn. Đó. Mình trộn đều này. Thua với nhau. Đó. Rất là hấp dẫn. Nhìn rất là hấp dẫn và ngon luôn nha cả nhà. Đó. Vậy là đã xong món cà đóng. Mình sẽ tắt bếp nha cả nhà. Đây là món cà giã của mình này, đã xong rồi nha cả nhà. Đó, nhìn rất là thơm ngon luôn. Đó. Đó. Mình sẽ múc ra chén rồi mời cả nhà ăn món cà giã này với mình nha.
Mời cả nhà ăn cùng mình nha. Rất là ngon luôn á. Thơm cái mùi rau quế này. Mình ăn thêm ớt này cả nhà. Mình chưa đủ cay đâu. Ngon luôn cả nhà. Món phần dã của mình đến đây đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau nhé. Mọi người nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ Hà Minh với nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.